chào chị. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chị, chào chị. Đi về cẩn thận. Dạ, dạ con chào chú ạ. À. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn, dạ. Đi về cẩn thận dạ. nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ con chào chú. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Dạ, chị chúc mừng chị nha. Cảm ơn Châu nha. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn Bình đã đến. Châu. Cảm ơn. Em đi với anh một chút nha. Đi đâu hả anh? Rồi em sẽ biết mà. Mình đi liền nha. Nè, Châu đi với anh Tuấn Anh chút nha. Ừ, thôi Châu đi đi. Có gì Bình với Ngọc Anh về sau. Ghê nha, overnight luôn nha. Mà nè. Đi nha. Thôi đi đi. Thôi đi đi. Đi nha. Chúc hạnh phúc nha. Dạ, cẩn thận nha. Cưới vui quá ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn chia sẻ phần còn lại của cuộc sống này với em. Em làm vợ anh nha. Anh biết là em sẽ đồng ý mà. Dậy sớm với bà xã. Mới đeo nhẫn thôi mà đã kêu người ta là bà xã rồi à? Anh thiệt tình á. Anh muốn là mình làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Tháng sau được không em? Trời, anh làm gì mà nôn dữ vậy? Cứ gấp như vậy á, người ta còn tưởng đâu em cứ chạy bầu nữa đó. Vậy thì càng tốt. Hay là cưới xong mình có em bé luôn nha. Anh nè. Alo, mẹ hả? Mẹ đây. Con ở đâu vậy? Dạ, con đang ở Vũng Tàu. Khi nào thì con về? Dạ, con sắp về rồi mẹ. À quên, con thông báo cho mẹ một tin nóng hổi. Con đã cầu hôn Châu. Dạ, cô ấy đồng ý rồi. Đám cưới khoảng 2 tháng nữa nha mẹ. Vậy nha mẹ. Alo. Alo. Cái thằng nhóc này, nó mê con bé Châu quá rồi. Nó đòi cưới kìa ông. Chứ điều đó không phải là ước mơ của bà sao? Tối ngày cứ nằng nặc bắt nó lấy vợ. Bây giờ nó chịu rồi thì bà lại bảo nó là gấp. Thế là thế nào?
Thì cũng phải từ từ để tôi còn tìm hiểu ra chứ. Thì bà tìm hiểu gì nữa? Mấy bữa nay như vậy là chưa đủ hay sao? Mà con bé Châu như vậy là được rồi, bà còn mong gì nữa? Không phải bà cũng quý nó sao? Ừ. Thì nhưng cưới xong á, tôi muốn chuyển nó về ở đây. Ừ. Nhưng tôi nghĩ con bé Châu chắc nó không chịu đâu. Còn đám cưới á, cũng phải làm cho thiệt là lớn. Ừ. Vì nó là con trai độc nhất của tôi mà. Mà khổ thật, bà cứ ngồi suy diễn rồi tự làm khổ mình. Bà cứ nói với tụi nó để tụi nó thống nhất với nhau. Có vậy thôi mà bà cũng... Thôi, tôi đi làm đây, chờ nó về rồi nói. Vậy nha. Vậy là Tuấn Anh chính thức cầu hôn Châu hả? Ừ. Trời ơi, tốc độ quá vậy ta. Trời ơi, công tử Tuấn Anh phong độ quá bà. Sướng quá rồi còn gì nữa. Không ngờ Tuấn Anh lãng mạn mà chăm chút vậy ha. Ừ, tôi cũng không ngờ nữa. Hồi trước ông Trung cũng đâu có làm vậy đâu. Vậy rồi hai người tính chừng nào cưới? Ừ, tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng mà Tuấn Anh kêu là 2 tháng nữa. Tôi cũng thích nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa bà ơi, tới luôn cho rồi. Trẻ trung gì nữa đâu, cần giúp gì á, tôi giúp từ A tới Z luôn. À, tụi con nhỏ bạn làm đồ cưới đẹp lắm, nhìn mê luôn. Tôi cưới xong mới phát hiện, vậy mới đau chứ. Nhưng mà tôi truyền bí kíp lại cho bà. Nói thật là tôi chỉ thích ấm cúng chứ không thích rình rang. Nhưng mà không biết Tuấn Anh hay là mẹ của Tuấn Anh có chịu không nữa. Ê, mấy bữa nay á, ông Bảo có tìm Bình không vậy? Gì? Ông Bảo tìm Bình hả? Bữa tôi có nghe anh Danh nói chuyện ông Bảo, không ngờ đúng là ông tìm Bình thiệt. Không, mấy hôm nay Bình không thấy anh gọi. Không biết có làm chuyện gì dại dột không nữa. Chắc không đâu, bà đừng có mà lo. Có khi chán quá, ông đi đâu đó giải sầu thôi mà. Nghe nói anh trả nợ cho anh Phương giám đốc Xuân Lộc 300 triệu, đang xoay 200 triệu nữa. Hy vọng là được. Giờ Bình cũng không còn ở nhà cũ nữa, hay kêu anh về nhà cũ ở. Sắp tới Bình sẽ ở Bruli 2 với Bibo, chắc cũng không sao. Bình à, bà tha thứ cho ông Bảo thiệt hả? Bình cũng không biết nữa. Alo, chị nghe nè Uyên. Hả? Sao vậy? Có gì bình tĩnh, từ từ nói cho chị nghe. Ừ, lát nữa chị về, rồi em ghé qua nha. Bà chị dâu này có chuyện để làm nữa rồi. Con định làm đám cưới với con Châu hả? Dạ, con tưởng mẹ đã nghe con nói lúc nãy rồi. Con sẽ làm đơn giản thôi, mẹ không phản đối chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Nó đã từng đám cưới một lần rồi, thích ấm cúng, ít người. Nhưng mẹ muốn đám cưới của con mẹ phải thật là long trọng, hoành tráng, con biết không? Mấy người bạn của mẹ, bà nào cũng nhắm con cho con gái của mấy bà. Giờ con cưới mà làm nhỏ nhỏ nhít nhít quá là không có được. Nhưng mà đám cưới con có quyền quyết định chứ mẹ. Con cũng thích ít người, thoải mái, nhưng mà phải độc và lạ. Con sẽ tự lên kế hoạch cho mình, mẹ đừng có lo nha mẹ. Con, tại sao cái gì con bé đó mà con cứ cãi mẹ hoài vậy hả Tuấn Anh?
Mình ơi, Minh, em tha lỗi cho anh. Mình ơi, Mình ơi, trời ơi, trời trời, ai làm gì đập cửa âm vậy nè? Ê, trời ơi, Bảo Dũng ơi, ra phụ gì đỡ Bảo vô coi. Dạ, đứng dậy đi anh. Nếu Châu cưới khoảng 2 tháng nữa thì lúc đó em sinh mất tiêu rồi, làm sao mà dự được. Giờ bánh nhau cũng bị vô quá sớm, bác sĩ cũng khuyên mổ luôn, anh thấy sao? Ừ, mổ sớm anh thấy cũng được, chứ để lâu thì anh sợ sẽ nguy hiểm đến hai đứa bé rồi em nữa. Cái thai cũng đã 32 tuần rồi, cũng đã đủ lớn. Nhưng bác sĩ kêu là tuần sau đi tái khám thì cứ khám. Khi khám xong á thì bác sĩ sẽ quyết định ngày mổ luôn. Dạ, vậy cũng được anh. Em thì không lo lắng gì sao? Vợ anh bình tĩnh như vậy sao? Như vậy mà còn tính như đám cưới nữa chứ. Thì cũng có lo chút chút. Nhưng mà có ông xã kề bên như vậy nè, ba mẹ con đâu cần lo gì nữa. Thưa mẹ, con mới về. Con chào mẹ. Sao rồi con? Mẹ, bác sĩ nói chắc là phải mổ sớm. Vì bánh nhau đang dôi quá nhanh hơn mức bình thường, để lâu sẽ không tốt mẹ. Bác sĩ nói làm sao thì mình nghe vậy chứ biết làm sao. Dù gì mẹ vẫn mong cho nó sinh thường thì vẫn tốt hơn con à. Con đầu lòng mà. Dạ. Dạ. Vậy là con không được trải qua nỗi đau đẻ giống mẹ rồi. Nhưng mà con vẫn thương mẹ nhiều lắm. Hôm nay mẹ nấu món gì vậy? Con sướng thiệt chứ, hai người ở bên cạnh con lúc nào nấu ăn cũng ngon hết. Con này á, chỉ có cái nịnh là hay nhất thôi à. Thôi con vô phòng cái nha mẹ. Mẹ con. Dạ. Có con Quyên tới chơi với con đó, nó đang chờ con trong phòng á. Dạ, vậy để con vô xem thử như thế nào. Quyên. Chị. Có chuyện gì á, kể chị nghe đi. Chị ơi, em khổ quá. Sao vậy? Nói chị nghe coi. Em vừa chia tay với bạn trai em. Anh ấy đòi quan hệ trong sinh nhật, nhưng em không chịu, em bỏ về. Vậy là anh ấy đòi cắt đứt quan hệ với em. Dễ dãi trong tình yêu không minh chứng cho điều gì cả. Trinh tiết mất đi, nhưng lòng tự trọng thì không bao giờ để mất. Chị từng đã có một cuộc tình quá dễ dãi, rồi đổi lại được cái gì hả em? Đau khổ, xen lẫn hối hận. Em không sai. Nếu em không muốn thì đừng bao giờ làm. Còn anh bạn trai của em, chỉ vì chuyện đó mà chia tay thì chị nghĩ anh ấy cũng chẳng yêu thương gì em đâu. Em nghĩ thử coi, nếu anh ta có được em rồi thì sao? Vậy là quá thỏa mãn. Khát khao dục vọng để đạt được, hắn ta rồi cũng sẽ bỏ em mà đi thôi. Em còn trẻ, cứ tự tin lên. Hãy để khối tên phải chạy theo em. Rồi, vậy là xong rồi nha. Chúc hai em buôn mai bán đắt. Nhà cửa thì tụi em có thể sửa lại, nhưng mà đừng có đập hết nha. Làm tiệm bánh thì cũng đâu có cần sửa sang nhiều phải không mấy em?
Dạ phải à. Thì em cũng cần sửa sang trang trí lại. Em nghĩ là cũng không thay đổi gì nhiều đâu à. Vậy tầng trên thì sao chị? Chị có ở không? Không, chỉ có con bé cháu nó đang học cao đẳng. Nó vô ở nhờ, vừa đi học vừa đi làm. Mà hôm nay chưa tìm được chỗ thích hợp. Hay là để bé nó làm ở tiệm em đi. Em cần một người phụ việc, khoảng 8 tiếng một ngày. Ừ. Nhưng mà có thể du di thành nửa buổi. Bán bánh thôi, không có đòi hỏi phức tạp gì đâu. Nếu vậy thì tốt rồi. Ngày mai nó dọn vô nó ở, nó ở tầng trên. Em bắt đầu sử dụng căn nhà ngay từ ngày mai được rồi. Nhưng mà em muốn thanh toán tiền đầu tháng hay cuối tháng thì tiện cho em. Chắc là cuối tháng đi chị. Mà thực ra cũng không quan trọng lắm. Em nghĩ là bán đắt thì lúc nào em trả chẳng được. Chị có điện thoại, hai em chờ chị chút nha. Dạ. Alo. Nè, cũng hên ha, tự nhiên tìm được một con bé phụ việc luôn. Lại ở ngay nhà mướn, y chang con bé Tư luôn. Ừ, cũng trùng hợp thiệt chứ. Hy vọng là sẽ khởi đầu tốt. Ừ. Rồi chừng nào mình bắt đầu sửa sang trang trí đây? Vẫn giữ kiểu trang trí châu nói đúng không? Ừ. Mà bà cũng thích cái đó mà đúng không? Ừ, nghĩ qua là thấy đẹp rồi. Châu, ngân hàng chuyển tiền rồi đó, được gần 500. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà chắc chắn là mình không xài hết đâu. Tôi nghĩ cao nhất á là 200 thôi. Nên có gì á, bà chuyển lại 200 vô tài khoản tiết kiệm nào đó cho ba mẹ bà. Ừ, bà để 100 sẵn trong tài khoản để làm vốn lưu động cho tiệm bánh đó mà. À, mà hạn trả ngân hàng là bao giờ vậy bà? Thì là giữa tháng đó. Ờ, chia ra vậy cũng đỡ gánh nặng. Ờ, giờ mình đi về Ruli hay là đi ăn gì đó rồi bàn tiếp? Về Ruli ăn cũng được, mua thêm đồ ăn gì đó rồi về tiệm ngồi ăn cho vui. Nè, ăn đi con. Cảm ơn bà. Mẹ con bà ấy thích làm rệt rang cho con. Mà cũng đúng thôi, tại vì ở đám cưới con Ngọc mới đây đâu có nhỏ. Mà nhà mình thì lại quan hệ rộng, có nhiều người không mời không được. Mà con lại là con trai út, là niềm tin yêu và hy vọng của mẹ con đó. Bà nói với con á giống như là Hà Nội vậy, tin yêu và hy vọng. Con biết, nhưng mà con và Châu á muốn thiết kế một buổi độc đáo hơn, thân mật hơn ba. Mà khách đông như vậy thì làm sao mà ấm cúng được ba? Theo ba thì con cứ dẫn Du Châu qua nhà, coi như là một buổi ra mắt chính thức vậy. Ba mẹ con bé không còn thì nó cũng phải nhờ họ hàng vậy mà đứng ra làm chủ hôn chứ. Hả? Chuyện đó là đương nhiên rồi ba. Để con bàn lại với Châu rồi sắp xếp một buổi gặp nha ba. Ừ. Mà chắc là nhà mình vẫn tổ chức ở hệ thống khách sạn nhà mình hả ba? Ừ. Vì lại hệ thống nhà mình cũng ngang với năm sau mà. Vậy thôi, bây giờ con ăn đi. Ba đi công chuyện nha. À, con giải quyết bên Hoàng Cầu thế nào rồi? Chót lọt hết rồi ba. Họ sẽ chuyển toàn bộ event đã ký sang bên Hoàng Long của mình. Con đã check lịch bên Hoàng Long rồi. Rất hên là không có ngày nào trùng. Hay là không có khách hàng nào hết ba. Ba thấy không? Con vừa đẹp trai mà vừa tài năng đích thực. Thôi con ăn đi. Ba đi công việc nha. Dạ. Alo, vợ hả? Em đang làm gì vậy? Vậy hả? À, mai anh sẽ chở em qua khách sạn được không? Nếu được, coi như đó là buổi ra mắt chính thức. Để mình tính tới chuyện cưới xin nha. Anh không chờ được nữa đâu.
ba em. Trời ơi, nghe sếp nói chuyện với người yêu mà em nổi hết da gà luôn á. Sao mà ngọt ngào nhẹ nhàng quá vậy ta? Vậy chứ người yêu của em không nói chuyện như vậy hả? Em cứ dắt qua đây, anh sẽ huấn luyện cho hắn một khóa. Không, người yêu em á còn ghê hơn nữa kìa. Anh, mà anh sắp cưới hả? Ừ. Sướng ta. Dạ, cho anh em đi. Con cầm kiểu gì mà cô sợ quá à? Coi chừng đổ ra sàn nhà á, lau mấy ngày cũng không hết mùi nữa đó. Con biết rồi, cô la làm con hết hồn mà. Con làm đổ cái chắc thúi đã luôn á. Trời, trời, thôi đi đây cô mở cho. Alo, tôi nghe. Có phải cô là cô Bình không? Cô có quen với chủ máy này không? Dạ, dạ đúng rồi. Có chuyện gì không anh? Anh chủ máy này á, cứ về hẻm bên tụi tôi gào la tên cô, mà ngày nào cũng chỉnh quắc hết. Cô coi nếu được á, thì qua đây giải quyết đi, chứ để anh này như vậy là không được đâu, ồn ào lắm. Còn nếu cô không liên quan gì tới á, thì để tụi tôi mà công an phường làm việc nha. Dạ dạ, có gì lát tôi chạy qua liền. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bình à, có chuyện gì hả? Anh Bảo bị sốc cái vụ đó, giờ đâm ra nhậu nhẹt bê tha, ngày nào cũng về nhà cũ gọi tên Bình hết á. Thôi để Bình về đó mở cửa cho anh ở tạm, chứ để anh ở ngoài đường người ta đòi đem lên công an. Chú chồng cô hả cô? Công nhận á, khổ thân cô dễ sợ luôn á. Thôi cứ ăn trước đi đã, lát nữa tôi sẽ đi với bà. Thôi Bình tự đi được mà, không sao đâu. Chồng cứ ở lại coi tiệm đi. Đi chung á, để coi có gì rồi còn giải quyết, chứ có mình bà rồi lại xúc động làm gì được. Dậy đi. Dậy. Con này, mày ngủ cho cố vậy? Riết là lú lẫn nha mày. Dậy đi ăn rồi chiều đi làm nè. Thôi mà đừng có phá tao. Công việc gì mà mệt mỏi quá à. Mày mốt tao không làm nữa đâu. Ai biểu mày đang có công việc đàng hoàng, rồi tự nhiên phá nát làm gì? Đang quen ai thì quen một người thôi, khiến người ta bỏ vợ đi theo mình, rồi còn để dục mất nữa. Cái tật đứng núi này trông núi nọ. Sao mày biết tao nghĩ vậy? Tao thích thằng Hải hơn ông Bảo nên mới chịu giúp nó, đi với nó. Làm sao tao biết được nó khốn nạn như vậy? Tao không nghĩ là nó dám bày cái trò đó với tao, quỳ lén rồi còn gửi cho ông Bảo nữa chứ. Thằng biến thái, thằng điên. Đến giờ này mày vẫn chưa sáng mắt sáng mũi ra hả? Chính mày hại mày chứ không ai hết. Ai biểu mày cứ ham hố người sau tốt hơn người trước. Mày không bằng lòng với những gì mày đang có, mày làm bằng chính sức mày cũng được vậy, sao phải đi lên bằng cái con đường đó? Đừng ngồi than trách hay đổ lỗi cho ai hết á. Nghe tao, dậy ăn uống rồi đi làm, không là tao bỏ mặc mày luôn đó. Bà, coi bộ bà còn nặng lòng với ổng lắm á. Ừ, dù sao cũng ở với nhau hai mặt con là chứ ít ỏi gì. Mình chỉ giận là anh không vượt qua được bản thân mình, dám đánh đổi cả một gia đình yên bình để lao theo một cuộc tình chớp nhoáng, không trách nhiệm, không nhóm bận. Điều đó làm tôi thất vọng vô cùng. Còn nhiều điều ông phải rút ra từ chuyện này lắm. Bà khoan hãy tha thứ cho ông đi, để cho ông thấm thía cái đã.
Tôi đã nghĩ quay lại thì khó khăn vô cùng. Có lẽ sẽ đến thăm Bibo. Nhiều khi con sẽ là động lực giúp anh đứng dậy. Hết vũng bùn này lại xa vào vũng bùn khác. Thiệt là. Lại tôi anh gọi có gì không? Không, anh kêu qua ra mắt gia đình ảnh đó mà. Hồi trước có một lần rồi, mà sao giờ hồi hộp quá. Mỗi người mỗi khác mà. Ừ. Bình, Bình, thằng Bảo bên đây nè con. Ở bên đó hả gì? Ừ. Ngày nào nó cũng về đây hết á. Nó cứ xài xỉn như vậy á. Có ngày ăn cướp giết người cướp xe luôn đó con. Dạ con cảm ơn dì Năm. Ừ không có gì đâu con. Thôi đưa ông về nhà đi. Dì Năm cho con gửi chiếc xe. Ừ. Tí nữa anh tỉnh anh lấy. Ngon không? Con thấy ngon không? Dạ ngon nè. Ừ. Ngon thì ăn hết nha. Dạ. Ăn miếng nữa đi. Con hết rồi mẹ. Ừ. Nè, để đó đi cho mẹ dẹp. Sao dạo này con ngoan quá vậy? Nhiều khi á mẹ ước gì con lấy chồng á, có con sớm hơn. Để ngoan ngoãn hiền lành như vậy nè, có phải tốt hơn không? Hèn chi, nãy giờ con cứ thấy mẹ nhìn con cười tủm tỉm hoài. Con vẫn vậy mà. Nhưng đúng là có xiên hơn xưa. Chắc là thay máu đổi tính. Nhỏ này, sanh xong á thì mới thay máu chứ. Chắc thằng Danh nó đàng hoàng, nó lây qua thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà con. Thì đó, tại mẹ bên con rể thôi. Con mẹ không đàng hoàng, xinh đẹp sao? Thì có chứ. Thì con mẹ xinh đẹp nè, đàng hoàng nè, nên mới lấy được người đàng hoàng đó, đúng không? Dạ. À, mẹ, hay là chiều nay mẹ với con đi mua giải mây đồ nha. Sắp tới con định thanh lý bớt tủ đồ. Đó cũng là một hình thức bán đồ cũ. Nhưng nói thiệt, đồ của con á, toàn là đồ mới không à? Chỉ mới mặc có một hai lần hả? Đúng đó, con nói đúng đó. Nhìn tủ đồ của con hôm qua đó, mẹ cũng phát khiếp luôn à. Giờ thanh lý bớt đi là vừa đó con. Có mấy cái mà nó bó sát dí à. Mẹ không hiểu sao mà con mặc được đó chứ. Alo, em nghe nè ông xã. Em hỏi mẹ coi chiều nay có rảnh không? À, có gì anh về rồi anh mời mẹ đi ăn với má anh luôn. Dạ. Ừ, vậy nha. Rồi, vậy khoảng 6 giờ anh về. Mình sẽ đi taxi qua nhà bà, rồi cùng đến nhà hàng luôn nha. Dạ. Bye bye em. Dạ, bye bye anh. Làm sao mà ra đông nổi này. Tự ổng gây ra, tự ổng chút lấy thôi. Lo chi cho mệt vậy? Bản thân thì biết vậy, nhưng mà Bình vẫn thương ảnh quá. Cũng không giận ảnh nữa. Thôi, Châu về. Thôi, Châu về đi. Để bé Tư tìm một mình nó lại lai quay. Lát nữa Bình đón xe ông về. Ừ, vậy thôi Châu về nha. Hình như là Yến kìa. Chào cưng. Sao dạo này cù dữ vậy? Làm trưởng team mà ăn hủ tiếu gõ lại đường. Hả? Là mày hả thôi. Đi Phan Thiết chơi nữa không em gái? Mày là đồ khốn nạn. Xin lỗi anh nha. Thì ra tụi bay toa rập để hại tao và anh Bảo. Tụi bay chết chắc rồi.
Cười quá à. Xin lỗi anh nha, hôm nay tính con bạn em nó hơi thất thường. Đồ khốn nạn. Tao đã nói mày sẽ có ngày này mà. Không nhớ hả? Buông ra. Ôi. Mày buông ra coi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Tụi khốn nạn đó nó hại tao mày biết không? Tất cả là do con quỷ đó nó bày ra. Nó canh tị với tao mà. Để mà coi tao cho nó biết tay. Thôi mày làm ơn, mày cứ sống yên ổn. Nếu không thích cái nghề này nữa thì mày kiếm công việc khác cho tao nhờ. Dây vào tụi nó không có tốt đâu. Có ngày lãnh đủ đó. Mà chẳng phải mày đang lãnh đủ đó sao? Vì tao tức lắm. Mày có tức thì mày cũng không làm gì được hết. Để tao gọi cho anh Bảo, anh sẽ giúp tao. Mày tin tao đi, ông Bảo mà gặp mày bây giờ là ổng bóp cổ mày liền đó. Mày hại ổng, phản bội ổng như vậy chưa đủ sao? Còn dám gọi cho ổng nữa. Mặt mày bộ dày lắm rồi đó hả? Nghe tao, mày đừng có phá nữa. Thôi ăn đi rồi về. Em mặc cái đầm này á, trẻ hơn anh cả chục tuổi luôn đó. Anh nè, cứ chọc em hoài à. À, mà anh nè, bộ bây giờ mình gặp ba mẹ luôn hả? Ba mẹ sắp tới rồi đó. Mẹ em à, em cũng phải thông cảm cho mẹ. Mẹ thương anh lắm, cho nên là mẹ muốn tổ chức đám cưới cho anh thật là hoành tráng và chu đáo. Em biết mà. Lúc đầu á, em cũng không thích ý của mẹ đâu. Nhưng mà em suy nghĩ lại, nếu như em có một người con trai như anh á, thì em cũng sẽ làm như mẹ vậy thôi. Ban đầu á, em định sẽ nghe mẹ luôn. Nhưng mà bà đã cứu nguy cho em đó. Nhưng mà anh cũng tiết lộ cho em một bí mật nha. Mẹ anh nhìn bề ngoài khó tính như vậy đó, nhưng mà thực ra mẹ tốt bụng lắm. Và thương con thương cháu ghê lắm. Em mà tiếp xúc nhiều với mẹ, em cũng sẽ yêu quý mẹ thôi. Dạ. Mẹ chấp nhận chuyện của tụi mình nhanh như vậy, đó là một điều rất bất ngờ mà anh không thể nào ngờ tới. Dạ em biết mà. Hai đứa đợi lâu chưa? Dạ cũng mới tới thôi ba. Nào ăn đi cho nóng. Ăn đi các dạ. Con ba ăn đi. Dạ cô mời hai bác. Vậy rồi hai đứa định chừng nào đây? Càng sớm càng tốt mẹ ơi. Tụi con cũng chưa có kế hoạch gì hết á. Có lẽ là cuối tháng này là được rồi đó mẹ. Cũng được. Ý còn sao Châu? Dạ con cũng không có ý kiến gì hết ạ. Nghe Tuấn Anh nói là con không thích đãi tiệc rình rang phải không? Dạ, con thích một buổi tiệc ấm cúng và thân mật với gia đình và bạn bè thôi ạ. Nhưng Tuấn Anh là con trai một, bác không thể nào làm một đám cưới bình thường cho nó được. Rồi mọi người nhìn vô cái nhà này sẽ đánh giá như thế nào đi? Dạ, con nghĩ là sống quan trọng là hạnh phúc với nhau thôi à. Còn lễ cưới chỉ là một nghi thức để mà gắn kết với nhau. Con nghĩ nó không làm cho người ta nghĩ tốt hơn hay xấu hơn về mình. Cô à, nghi thức đó làm cho người ta nhìn vô cái nhà này nè, đánh giá khác lắm, thưa cô. Mẹ, con nghĩ đám cưới của con không cần làm quá lớn đâu. Với lại đám cưới của con cận ngày quá, mời đông quá con sợ là mình sẽ chuẩn bị không kịp đó mẹ. Mẹ không cần biết. Nói chung là một là làm lớn, hai là không làm gì hết. Hay là chúng ta có thể làm hai đợt được không? Mẹ, con thấy ý kiến của ba rất là hay đó mẹ.
Lễ bên nhà trai thì do mẹ quyết định, còn bên nhà gái thì để chú cho quyết định nha mẹ. Dạ con xin lỗi, con xin phép ra ngoài một chút. Bà đừng nói gì hết. Cô Châu nói thẳng tính, có việc nói nấy. Không thích thì nói không thích, chứ bằng mặt mặt không bằng lòng thì đâu có hay. Nhưng nó là con, nó phải nghe lời ba mẹ chứ. Bà thử nghĩ đi, đám cưới là ngày vui của mình, chuyện trọng đại của mình, mà cứ bị người khác chen vô, bà có thích không? Thử đặt mình ở cương vị của con thì bà sẽ hiểu nó ngay. Ngày vui của tụi nó thì cứ để cho tụi nó tự do, mà tụi nó có lấy nhau thì bà có thêm một đứa con gái, chứ có mất đi đứa con trai đâu mà bà sợ. Ba, hoan hô ba. Thôi ăn đi bà. Mẹ, ăn đi mẹ. Ăn đi. Bác nghe Ngọc Anh nhắc tới hai đứa hoài à, mà bữa nay mới gặp được tụi con đó. Dạ, lúc bác mới lên á, con với Châu bận quá, cho nên không có qua đây thăm bác được. Bác thông cảm cho tụi con nha bác. Chàng ơi, có gì đâu mấy đứa. Ngọc Anh á, có mấy người bạn dễ thương như vậy nè, thì bác cũng yên tâm lắm đó. Châu, chuyện cưới của mày sao rồi, kể tao nghe chứ. Ăn đi con. Ủa, sắp đám cưới rồi hả? Bác chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn bác. Nếu mà không có gì thay đổi thì chắc là tháng 9 thì con sẽ cưới. Nhưng mà chắc sẽ làm hai tiệc lần, vì có chút khúc mắc với mẹ chồng. À, sao vậy con? Cả hai đứa đều ở đây thì làm hai lần chứ chút cực vậy. Dạ, tại vì mẹ chồng con thích tổ chức lớn, mời cả trăm bàn nữa bác à. À, trong khi con chỉ thích một tiệc cưới ấm cúng, nhẹ nhàng, mời đủ người thân và bạn bè thôi à. Ba mẹ con cũng không còn, nên con cũng không biết nhờ cậy ai để đại diện bên họ lúc làm lễ à. Hai tiệc vậy bà đãi sao? Có đủ khách mời cho tiệc bên bà chưa? Thì đó, tôi cũng chưa biết nữa. Nhiều khi chỉ có thể để một tiệc bên nhà Tuấn Anh, vì bên tôi cũng không đủ khách mời. Chuyện họ hàng tôi cũng đang lo. À, mà đám cưới có khi lại trùng với ngày khai trương nữa đó. Nhưng mà mình nghĩ là không đến nỗi nào đâu, vì khai trương của mình có thể về lại được mà. Mà hôm đám cưới của Châu á, mình sẽ làm một cái bánh cưới thiệt là đẹp để tặng cho Châu ha. Châu à, nếu con không ngại thì bữa đó để bác đại diện là họ hàng bên nhà con có được không? Ôi, nếu được như vậy con cảm ơn bác nhiều lắm. Chị thì còn gì bằng nữa. Thêm ba mẹ bên Bình nữa, xong tụ không thua ba chú rể rồi Châu. Ý hay đó nha. Mà ba mẹ của Bình á thương Châu lắm, nên là ba mẹ của Bình sẽ vui lắm á. Nhưng mà con rất sợ là làm phiền mọi người. Có gì đâu, bác coi mấy đứa như là con trong nhà vậy đó. Hễ cần giúp đỡ gì thì con cứ nói cho bác nghe. Rồi ba mẹ của Thúy Bình nữa, bác thấy đỡ rồi, không phải lo nữa. Dạ. Bây giờ á, mình sẽ gọi điện cho ba mẹ, chắc chắn á là ba mẹ sẽ đồng ý. Bạn bè từ đó tới giờ mà còn ngại nữa hả? Con cảm ơn mọi người nhiều. Mẹ, mẹ ăn đi mẹ. Dạ, con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ. Ê, chừng nào đi coi áo cưới, nhớ báo cho tôi nha. Tiết mục đó tôi khoái nhất á. Tất nhiên rồi. Nhưng mà bầu bì vậy sao? Không sao, tôi chấp hết. Cái con nhỏ này. Alo. Hôm bữa em qua chăm sóc anh phải không? Em tha thứ cho anh nha. Anh hứa anh sẽ tu tịnh, kiếm việc trả nợ. Em đừng có giận nữa. Chừng nào bị bo vô đây lại. Được rồi,
Từ đây đến đó anh sẽ không làm phiền em đâu. Em đừng giận nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Chào em. Cô cần gặp tôi có chuyện gì không? Anh à, em muốn xin lỗi. Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì khác không? Nếu không có gì quan trọng, thì tôi về. Từ nay, mình đừng gặp nhau. Và cô cũng đừng nhắn tin cho tôi nữa. Chúng ta không còn gì nữa đâu. Dạ, em biết anh giận em nhiều lắm. Em không biện minh gì hết. Nhưng chuyện Xuân Lộc bị lừa, em nghĩ có dính đến Thùy và Hải. Vì hôm bữa em có gặp cô ta, anh thử truy từ đó ra xem có tháo gỡ được cái gì hay không. Bây giờ nếu mà có biết thì cũng không tháo được gì đâu. Vì mọi thứ đều do tôi và cô ký kết. Tên Hải đâu có ra mặt. Giờ tôi không muốn làm to chuyện nữa. Giờ tôi trả cho anh Phương xong rồi tính. Vậy thôi. Cô tự lo cho bản thân mình đi.